Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Như thường lệ đến với video ngày hôm nay thì Túc và anh em cùng đi cái săn thẻ biển và cái săn mật mã hàng ngày để chúng ta nhận 6 triệu với đồng xu Hampton Combat từ dự án Hampton Combat anh em nha. Ok, thì đối với những người mới chưa tham gia kèo này thì anh em có thể kích phần dưới phần mô tả để chúng ta xem cái video chúng ta đăng ký nha. Còn đối với người cũ thì anh em có thể kích vào phần mainland như thường lệ. Rồi, thẻ ME này thì còn là 21 giờ 43 phút nữa kết thúc và nó chuyển sang thẻ mới. Bây giờ thẻ ME là gì đúng không ạ? Bây giờ thì thẻ hôm nay là Atimone top 10 cú bắt King Atimone. Có khả năng là thẻ hôm nay mình không theo rồi. Mình gọi là chỉ cho anh em thôi. Atimone, chúng ta sẽ tìm Atimone này. Khả năng hôm nay mình theo vì mình thấy hai cái thẻ ấy là có vẻ lặng đồ đấy. Atimone đúng không ạ? Atimone nó nằm ở phần nào nhỉ? Atimone đâu đây nha anh em nhé. Atimone nằm ở cái phần legit cho mình này. Atimone nha, bây giờ đấy, đương nhiên mình không theo nhé. Em kích vào này, anh em kích vào phần nhận rồi cho mình rồi, đúng không ạ? Đây, ví dụ như mình kích vào nhận này, được chưa? Đấy là được một thẻ đúng không ạ? Đấy nha. Còn thẻ thứ hai là thẻ gì ạ? Thẻ thứ hai là thẻ top 10 Rubat Ranking. Top 10 Rubat Ranking này. Top 10 Rubat Ranking thì nó nằm ở cái phần là super này cho mình này. Top 10 Rubat Ranking. Đây. Anh em có thể thấy không ạ? Lý do làm sao mình không theo? Vậy là mình phải bỏ ra là 7 triệu xu đồng Hampton Combat, đổi ngược lại mình thì nhận được là 3 triệu đổi ngược lại mình thì nhận được là 3.000 cái lợi nhuận bây giờ thôi. Mình cũng theo, chưa tính, chưa dừng lại ở đó. Và cái thẻ thứ ba cũng thế nha. Thẻ như có anh em là anh em mới lưng level 1 thôi thì anh em có thể là kích vào đây này, em kích vào nhận này, được chưa? Đấy, nhận là anh em mọi người sẽ được là thẻ thứ hai nha. Còn đối với mình thẻ sân thẻ biển hôm nay là mình bỏ nha, vì mình lưng level quá cao rồi, được chưa? Đấy, mình nhận vào thì mình lỗ, được chưa? Thế là mình không theo. Con thẻ thứ ba là thẻ Like Indonesia. Like Indonesia. Cái phần thẻ gớt cho mình này. Thẻ ảnh thứ ba này. Đây. Đấy, thẻ thứ ba anh em cũng có thể thấy này. Mình lên tận level 13 rồi, bây giờ mình min nữa thì 15 triệu đồng xu hồng tôi còn bắt nữa. Thật sự với anh em là có mà tổn thất mình lãi được 5 triệu xu hồng tôi còn bắt, mà mình mất 20 triệu xu hồng tôi còn bắt thì thật sự là thôi, được chưa? Đấy thì anh em kích vào nhận nha. Đối với anh em thì em kích vào nhận nha, được chưa? Anh em tương xứng, nếu mà cảm thấy là nó chát quá thì anh em có thể ngừng bỏ cái thẻ ngày hôm nay đi, được chưa? Và anh em kích vào nhận thì anh em sẽ nhận được 5 triệu cái đồng Hunter Combat đang nằm ở đây nha, như thường lệ thôi. Ok, xong cái tìm thẻ biển nha. Đấy, và bây giờ là cái thẻ mật mã hàng ngày là còn 4 tiếng nữa kết thúc này, làm nhanh đi. Mình cái mật mã hàng ngày này mình có cái video ngắn ở trên kênh của mình rồi, đúng không ạ? Đấy thì vậy là bây giờ mình làm cho anh em trực tiếp cho anh em thôi, được chưa? Cái video ngắn nó làm trực tiếp rồi mà, được chưa? Ok, cái thẻ hôm nay là thẻ farm nha anh em nha. 2.1 giữ 1 chấm này, 2 chấm này. Sorry anh em nha, em kích vào mật mã hàng ngày này, được chưa? Farm nha, 2.1 giữ 1 chấm, một chấm này, một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ok, ra từ phở nha anh em nha. Ở từ A thì chúng ta kích vào một chấm một giữ này. Đây, một chấm này, một giữ này. Ok, ra chữ A này. Từ R thì chúng ta kích vào một chấm một giữ một chấm này. Một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ok. Rồi, từ M thì chúng ta kích một phần hai giữ này. Được chưa? Một giữ này, một giữ này. Là hai giữ nha anh em nha. Ok, vậy là chúng ta nhận được là 1 triệu của đồng Hunter Combat từ dự án. Nếu mà cái thẻ ngày hôm nay ấy, là cái thẻ mình nhận cái mật mã hàng ngày thì mình nhận được là 1 triệu cái mật mã biển thôi, mà Hunter Combat thôi. Còn là cái thẻ biển ấy ngày hôm nay thì làm mình không theo nha. Nói chung là cái video này mình thì nhận được là 1 triệu xu hâm tư công bác, còn lại đối với anh em thì nhận được 6 triệu nha. Ok, mình cứ tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo nha.